Em tính hiện nay hẹn thứ tư cơ. Tư vì nó mai nó ấy lên thì nó ấy thì thứ tư nó lên thì trên hết lên đợt luôn. Thứ tư nó mới lên được. Để thì nghe chỗ ấy thì bây giờ tình hình mình gọt chiếc mình cho nó đẹp thì mình nên làm cũng được. Tí nước thêm cho nó phẳng đi bác. Nhưng cho mặt mũi nó đẹp đẹp tí, người ta nhìn nó dễ chăm chú. Nó thứ tư nhá. Rồi, đúng rồi, thứ năm thứ sáu. Phải kiểm tra nó đạt dáng mời, nó mới mời. Rồi, chào. Không cái này mắc hơn. Xong làm gì? Quýnh đất luôn à? Chính sách cả. So.
Thank you.
Hmm.